Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh món nhậu ngon xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm cơm kho đậu hũ, một món ăn chay rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon. Nấm cơm thì rất là ngọt, ngon, rất là bổ dưỡng. Còn đậu hũ thì cũng rất là ngon. Kết hợp lại với nhau, cộng thêm một số gia vị tạo nên món đậu hũ kho nấm cơm rất là ngon, tuyệt vời. Và món này rất là được ưa chuộng, nhất là vào ngày rằm, cuối tháng và đầu tháng. Và đây là gỗ nấm rơm. Gỗ nấm rơm này khoảng 1 kg, nhưng hồi mình kho thì khoảng 400 g được rồi nha quý vị. Tại vì nấm rơm rất là nhiều, nhà mình thì chỉ có 2-3 người thôi, cho nên mình kho phần nữa thôi. Các miếng tàu hũ, củ hành tím, các cọng hành lá, các chai ớt. Gia vị thì có bột ngọt, bột nêm, muối, đường và nước tương. Hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra nha quý vị. Nếu mà mình ăn thừng chay thì có thể mình thay thế bằng hành Paro nha quý vị. Tại nhà mình chỉ ăn chay không thường à, cho nên mình sử dụng hành lá, hành tím và tỏi luôn. Củ hành tím thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra, rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn luôn. Để nữa mình phi trước khi mình kho nấm rơm với đậu hũ. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho thật là nhuyễn luôn. Để nữa mình phi chung với củ hành tím. Và bây giờ mình bắt cái chảo nhỏ lên, mình cho dầu ăn vào để mình chiên sơ qua các miếng tàu hũ nha quý vị. Khi nào dầu nóng lên thì mình sẽ cho miếng tàu hũ vào. Hôm nay mình sử dụng 2 miếng tàu hũ. Các miếng tàu hũ nó rất là to, cho nên mình chiên 2 miếng là được rồi nha quý vị. Mình chiên một lần một miếng, và trong cái thời gian chiên thì mình cũng chở tới chở lui miếng tàu hũ. Mình chiên thời gian chiên tàu hũ thì cũng khoảng 3-4 phút cho nó vừa vàng là được rồi. Và nãy giờ chiên nó cũng vừa vàng rồi nè quý vị. Bây giờ mình vớt ra dĩa. Tương tự miếng tàu hũ kia cũng vậy nha quý vị. Sau khi mà đã chiên tàu hũ rồi thì mình sẽ khứa miếng tàu hũ ra làm 2, rồi sau đó mình khứa ra làm 3. Khứa sao cho nó vừa ăn nha quý vị. Và nấm rơm thì mình cũng luộc sơ qua rồi, thì bây giờ mình cho vào trong tô tàu hũ luôn. Để mình cho các gia vị vào thì mình cho khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt. Khoảng 1 muỗng cà phê bột nêm. Khoảng nửa muỗng cà phê muối. Khoảng hơn 1 muỗng cà phê đường cát. Còn nước tương thì khi nào mình kho gần chín, mình sẽ cho nước tương vào nha quý vị. Như vậy nó sẽ rất là thơm và ngon. Còn tỏi và củ hành tím thì mình cũng cho một ít vào luôn. Sau khi mà đã cho các gia vị vào trong cái tô nấm rơm, đậu hũ rồi, thì mình sẽ trộn đều lên để cho nấm rơm nó ha và đậu hũ nó thấm đều các gia vị. Rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút. Rồi mình mới bắt đầu kho nha quý vị. Nấm cơm thì nhà mình luộc trước rồi mới bắt đầu kho. Nếu mà quý vị không có luộc trước thì mình có thể ngâm qua nước muối cũng được nha quý vị. Để cho nó loại bỏ hết những cái chất mà nó không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên. Hôm nay mình kho trong cái chảo này luôn nha quý vị. Mình cho khoảng 3 muỗng canh nước vào. Rồi sau đó mình sẽ cho khoảng 3 muỗng đường cát vào. Để mình thắng nước màu trước khi mình kho nha quý vị.
Nếu mà quý vị có nước màu sẵn thì có thể mình ướp trực tiếp trong cái núm rơm đậu hũ luôn. Còn không thì mình thắng nước màu trước khi mình kho như nhà mình cũng được luôn, cũng rất là ngon. Và sau một hồi thì nước màu nó lên vàng óng ánh rồi nè quý vị, rất là đẹp rồi. Thì mình sẽ cho tỏi và hành tím, hồi nãy mình băm nhuyễn đó quý vị, cái phần còn lại mình cho hết vào luôn để mình phi. Mình phi trong nước màu luôn, nó cũng rất là thơm, ngon. Mình phi khoảng 1 phút thôi là được rồi nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho nấm rơm nó hũ vào. Đó, sau một hồi phi nè quý vị, tỏi hành tím cũng rất là thơm rồi. Bây giờ mình cho nấm rơm với đậu hũ hồi nãy mình đã ướp gia vị đó quý vị. Nãy giờ cũng khoảng hơn 20 phút rồi, mình cho hết vào luôn mình kho. Và trong cái thời gian kho mình cũng đảo tới đảo lui để cho nấm rơm và đậu hũ nó chín đều hơn và nó thấm đều gia vị hơn. Và thời gian kho thì mình để lửa vừa vừa thôi nha quý vị, nhỏ nhỏ thôi, cho nấm rơm đậu hũ nó chín từ từ thì nó sẽ rất là đậm đà, rất là ngon. Và sau một hồi kho nè quý vị, nấm rơm đậu hũ nó lên màu cũng rất là đẹp rồi. Thì bây giờ mình cho thêm nước tương vào. Nước tương thì mình cho cũng khoảng 2-3 muỗng cà phê nước tương nha quý vị. Các gia vị thì mình cũng ướp chừng thôi, cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình mà mình nêm sao cho nó vừa ăn nha quý vị. Nhà mình thì ăn cũng hơi đậm đà. Khi mà mình cho nước tương vào rồi thì mình đảo đều lên. Rồi mình tiếp tục mình kho thêm khoảng 5-7 phút nữa là được rồi nha quý vị. Các nấm rơm, đậu hũ thì nó cũng rất là mau chín. Mình kho đến khi nào mà nước nó sệt sệt lại, kẹo kẹo lại là được rồi. Hôm nay mình làm một món ăn chay cũng rất là đơn giản và rất là ngon. Món này cũng rất là hao cơm và cũng rất là được ưa chuộng luôn đó quý vị. Đó, sau một hồi gơm và đậu hũ cũng đã gần chín rồi nè quý vị. Rất là thơm, rất là ngon luôn. Và mình chở thêm một lần nữa, mình thấy nước cũng gần sệt sệt lại nè quý vị. Chở lần này nữa thì mình sẽ cho các hành lá và ớt vào nữa. Thì mình sẽ tắt lửa, nước cũng gần cạn cạn, mình sệt sệt rồi. Mình kho thêm khoảng 1-2 phút nữa là mình tắt lửa được rồi nghe quý vị. Nếu mà mình có muốn ăn nước thì mình cũng để sệt sệt gì cũng được nghe quý vị. Còn không thì mình kho cạn thêm chút nữa như nhà mình cũng được luôn, cũng rất là ngon. Nấm rơm thì ở miền Tây nó có quanh năm luôn đó quý vị, ăn rất là ngon, không có ngán. Còn tàu hũ thì cũng ăn cũng rất là ngon, rất là bổ dưỡng luôn. Và nó rất là kẹo rồi, thì bây giờ mình sẽ cho ớt, ớt trái vào. Có vị cay cay của ớt cũng rất là ngon. Rồi hành lá nè quý vị, mình cho hết vào luôn. Nếu mình ăn thuần chay thì mình cho hành Paro nha quý vị. Tại nhà mình không có ăn thuần chay cho nên mình sử dụng hành lá luôn. Rồi sau đó mình sẽ tắt lửa nha quý vị. Mình sẽ múc ra dĩa để mình dùng trong bữa cơm chay ở nhà mình. Mình múc hết ra dĩa luôn. Hôm nay mình kho đầy một dĩa à, cũng rất là ngon. Khoảng 3 người ăn là vừa nha quý vị. Khoảng 3-4 người ăn là vừa. Và sau một hồi mình đã múc ra xong rồi. Và mình quay cận lại dĩa nấm rơm kho đậu hũ của mình nè quý vị. Rất là ngon luôn. Nhìn màu sắc thì cũng rất là đẹp. Nấm rơm thì nó rất là ngọt, giòn, ngon. Đậu hũ thì cũng rất là ngon, cũng rất là bổ. Nấm rơm kho đậu hũ, một món ngon, rất là tuyệt vời. Chay cũng ngon, mặn cũng ngon. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị.
Rồi, kênh Món Nhậu Ngon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.